Namatu Arahato Samma Sambuddhasa. Thì thưa quý vị đó, ngày hôm nay xem như là cái buổi học thứ hai của cái lớp kinh hạnh phúc Mangala Sutta. Thì thưa quý vị, sở dĩ mà sư mở cái lớp này một phần là có những cái bài học, có những cái pháp đó, mà nó không có tiện chia sẻ trong những cái thời thuyết pháp, bởi vì nó không đảm bảo được cái tính liên tục. Và sư cũng mong là cái lớp học này đó nó sẽ duy trì cho đến hết cái phần kinh 38 pháp hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi mà sư xem qua thì sư thấy là hiện tại bây giờ cái kinh này thì chưa có được giảng dạy mà dựa theo cái chú giải. Thì xem như là trong suốt cái quá trình mà chúng ta học cái này thì chúng ta sẽ có một cái bộ giáo trình về cái kinh 38 pháp hạnh phúc, có kèm theo cả chú giải để cho quý vị có thể tham khảo. Xem như là mình học kinh mà nó tương đối, nó chính xác hơn là chúng ta học kinh mà chỉ thuần túy dựa theo cái kiểu hiểu cái nghĩa Việt ấy. Rồi mình bắt đầu mình suy diễn, mình phân ra là các bản dịch của các ngài như vậy, các ngài dịch như vậy đó. Rồi bắt đầu mình suy diễn cái nghĩa thì nó rất là nguy hại. Bởi vì trong suốt cái quá trình mà sư nghiên cứu cái bài kinh này thì sư thấy là sao có vị không có nghe được tiếng, không biết là quý vị có nghe tiếng được hay không? Dạ được ạ. Ừ, rồi. Thì suốt cái quá trình mà sư nghiên cứu thì sư thấy là cái bản giữa cái bản cái nghĩa gốc của cái bài kinh này đó so với các cái bản dịch thì nó có cái sự sai lệch. Mà nếu như mà mình không có để ý thì mình, tại vì mình không có so sánh với cái bản kinh gốc, thành ra là mình không biết. Chỉ có sau này á, ngài chánh thân là ngài có đưa ra một cái bản dịch chuẩn cho cái bài kinh này đó. Rồi ngài chánh minh là ngài có làm một cái bản chú giải, dịch chú giải cho cái kinh 38 pháp hạnh phúc. Tuy nhiên rất lấy làm tiếc là cái bản chú giải đó chưa có hoàn tất, mà ngài chỉ chú giải đến cái câu là ba hú sắc chanh cha xích panh cha quy na vô cha xu xích khi tô, tới cái khoảng mà cái đoạn thứ ba là hết rồi đó. Và sau đó là chúng ta phải tự bơi. Mà phải nói là nếu như mà các ngài mà chịu khó chỉ đơn thuần là chỉ dịch chú thích những cái điểm cần lưu ý ở trong kinh 38 pháp hạnh phúc á, thì nó dễ, nó nhanh. Chứ còn mà các ngài sư mở, quý vị nếu như mà chỉ quý vị, nếu mà quý vị có cái bản kinh 38 pháp hạnh phúc đó, quý vị mở ra quý vị coi thì nó hỡi ơi là nó quá nhiều những câu chuyện. Mà chính vì dịch những cái câu chuyện đó thì nó trễ mất hết thời gian, nó uổng. Thay vì mình dịch những cái câu chuyện đó thì mình có thể mình dịch thẳng vô trong những cái phần chú giải gốc ở trong 38 pháp hạnh phúc này. Còn về cái phần mà cái câu hỏi của người vừa mới hỏi đó, thì sư xin thưa là trước cái giờ giảng là sư đã có đưa lên là trước cái giờ giảng thì sư có thể sư trả lời một số câu hỏi, mà quý vị không hỏi thì thôi, tới bây giờ thì tới giờ giảng rồi thì sư không có trả lời mấy câu hỏi đó nữa. Quý vị chịu khó gửi vô trong cái liên kết gửi câu hỏi đó thì sư sẽ tổng hợp lại, rồi sư chọn một ngày sư sẽ trả lời luôn một lần ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái đoạn số 2 cũng của cái phần đầu tiên. Thưa quý vị đó,
Đầu tiên á, là cái nguyên cả một cái đoạn kinh này đó là Asewana cha ba la năng pandita năng cha sewana pu cha cha pu cha ni ya năng e tăng măng ga la mút ta măng. Thì đây là ba pháp đầu tiên trong tổng cộng là 38 pháp, nó chia ra làm 10 đoạn. Cái duyên khởi cho cái 38 pháp này đó, đó là một vị thiên tử xuống hỏi Đức Thế Tôn là từ chư thiên cho đến nhân loại họ bàn tán, họ tranh luận với nhau đó. Có người thì cho cái này là điềm lành, có người cho cái khác là điềm lành. Như vậy á, thì theo Thế Tôn thì như thế nào là điềm lành? Thì Đức Phật mới nói là ở đây có 38 pháp, mà nếu như mà chúng ta theo được, làm theo được 38 pháp này đó thì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc tối thượng. 38 pháp nó chia ra làm 10 cái đoạn kệ. Mỗi đoạn á, thì có đoạn là từ 3 pháp, có đoạn 5 pháp. Thì cái đoạn đầu tiên á, là không thân cận những cái kẻ ngu, mà thân cận những bậc sáng suốt, cúng dường những bậc đáng cúng dường. Cái điều này là hạnh phúc tối thượng. Ở bài trước thì sư đã phân tích rõ là thế nào là những kẻ ngu. Tuy nhiên do một trong những đặc tính của kẻ ngu đó là họ không thích bị chỉ lỗi, và nếu như bị chỉ lỗi đó thì họ sẽ hiềm hận. Cho nên là cái đó nó không có tiện để mà public lên trên lên trên YouTube. Cho nên là sau khi đăng một đoạn thời gian ngắn thì sư ẩn nó đi ha. Thì nếu như mà quý vị không có kịp theo dõi thì nó rất là uổng. Và bây giờ chúng ta đi qua một cái đoạn tiếp theo là Pandita Nanh Chase Wana, có nghĩa là thân cận những bậc trí. Tại sao mà chúng ta phải thân cận những bậc trí thưa quý vị? Bởi vì đó Đức Phật đã dạy đó, cái người thân cận những bậc trí đó thì chỉ có lợi chứ không có hại. Bởi vì sao? Gần gũi những bậc trí thì giống như là mình gần gũi một cái kho tàng. Và khi bậc trí chỉ những cái lỗi cho mình thì có nghĩa là bậc trí chỉ cho mình một cái kho tàng. Mà nhờ như vậy đó thì chúng ta có được những cái kiến thức quý báu. Đã nói là ở bầu thì dài, ở ống thì tròn. Đó. Sóng chài tanh cá mà làng nhang thơm trầm. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Sóng chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Khi mình gần gũi những cái bậc thiện trí thức ấy, thì mình cũng được thơm lây. Không ít thì nhiều thì mình cũng học được cái này cái nọ của họ. Đó, giống như mình gần những cái bậc hào sảng ấy, thì tự nhiên là mình cũng biết cho ra. Mình gần những bậc trí tuệ thì tự nhiên mình cũng biết học hỏi. Chỉ trừ khi mình là cái thứ mà nó ngoan cố, nó khó dạy, nó đầy tà kiến. Mà được nói ở cái câu đầu đó có nghĩa là những cái kẻ ngu á, trừ phi mình là những cái kẻ ngu mà bất trị thì thôi mình gần những bậc trí thì chỉ phiền não cho họ thì nó uổng. Chứ còn không thôi đó thì khi mà mình gần những cái bậc trí á, thì mình được vô số những cái lợi ích. Đó. Thế nào? Tại mà tại sao? Bởi vì Đức Thế Tôn dạy như thế này trong Tăng Chi chương ba pháp. Này các tỳ khưu, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên cho người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Cho nên cái kẻ ngu á, là cái người mà họ chịu đủ thứ sợ hãi, nguy hiểm và tai họa, còn người ngu á, là họ tránh khỏi những cái đó. Thành ra mình gần gũi họ thì mình cũng tránh khỏi những cái sự sợ hãi, nguy hiểm và tai họa. Bên cạnh đó thì mình có một cái từ là cái từ Pandita. Đâu vậy? Yeah.
Anh ý đó có nghĩa là cái người trí ha, người trí đó, người trí. Thì nếu như mà quý vị mà sau này có ai đó mà muốn đặt pháp danh á, mà muốn cái tên đẹp, ví dụ như là cái người mà hiền trí đó, người hiền trí là một cái tên đẹp, thì quý vị có thể lấy cái pháp danh này, cái pháp danh là Pandita đó, có nghĩa là cái người hiền trí. Thì tại sao vậy? Bởi vì á, Đức Phật dạy là đối với kẻ ngu á, khi mà họ làm ác thì nó có bốn cái sự nguy hại. Thứ nhất á, là họ sẽ bị tiếng đời chê trách. Thứ hai đó là họ bị pháp luật trừng trị. Thứ ba đó, là họ bị cắn rứt lương tâm. Và thứ tư đó, là họ bị quả báo cho đời sau kiếp khác. Mà trong do đó đó, cái người, những cái kẻ ngu đó, thì họ sẽ sợ hãi, bởi vì họ sợ hãi là khi họ làm một cái điều ác gì đó thì họ sợ người ta phát hiện. Rồi khi người ta phát hiện đó thì người ta có thể chê trách, hoặc là người ta có thể tố cáo, hoặc là người ta có thể bắt bớ. Và thậm chí nếu như không ai phát hiện đi nữa thì họ cũng sẽ phải chịu cái quả báo cho đời sau kiếp khác. Cho nên đời sống của một kẻ ngu là một cái đời sống đầy hiểm nguy và trắc trở. Trong khi đó, đó người trí trong cái bài kinh Tatiya Vakkhu đó, thì Đức Phật dạy cái người trí do họ tuân theo những cái chuẩn mực đạo đức, và vì cái lý do mà họ tuân theo những chuẩn mực đạo đức đó thì họ được sanh thiên. Còn những cái kẻ mà không có tuân theo thì họ đi xuống địa ngục. Cho nên có nhiều người họ không có hiểu đạo Phật, họ nói là cái đạo Phật á, là giống như là nếu như mà mình tuân theo những cái điều răn, giống như là đạo Chúa vậy đó, mình tuân theo những cái điều răn của mà Đức Phật chế ra đó, thì Phật độ cho mình lên thiên đàng. Còn nếu như á, mà mình không có theo những cái chuẩn mực của Đức Phật chế ra đó, thì ngài đi mình xuống phạt mình xuống địa ngục. Thực tế không phải, thưa quý vị, không phải. Tại vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài không bao giờ trừng phạt ai, và ngài cũng không bao giờ mà ngài nắm tay ngài đưa ai lên trên cõi trời hết. Ngài chỉ nhìn thấy đây là con đường đi lên những cảnh vui, và đây là con đường đưa xuống những cảnh khổ. Dù mình có theo Phật hay không theo Phật, có theo một tôn giáo nào hay không theo một tôn giáo nào, mà khi mình làm các cái việc thiện á, dù có tin Phật hay không, có biết Phật hay không, thì khi làm các việc thiện tuân theo những cái chuẩn mực đạo đức thì chúng ta vẫn được sanh thiên. Còn khi chúng ta làm các ác nghiệp thì không có một thế lực nào mà họ đày đọa, họ trừng phạt, họ đẩy mình xuống địa ngục hết. Mà chính do những ác nghiệp đó nó đưa mình xuống địa ngục, nó mở đường xuống địa ngục. Cho nên khi mà mình làm một cái người trí đó, có nghĩa là cái việc đầu tiên đó là mình tuân theo những chuẩn mực đạo đức, và nhờ tuân theo những chuẩn mực đạo đức đó mình không sợ bị người khác biết, mình không sợ bị người khác tố cáo, mình không sợ bị người khác chê trách, và mình không sợ cắn rứt lương tâm, và cũng như khi mà chết rồi đó mình cũng không sợ phải đi những cảnh giới sa đọa. Cho nên vì cái việc gần gũi những bậc trí, nhờ như vậy mà mình được những lợi ích. Tiếp theo đó, như vậy đó thì những bậc trí họ có những cái đặc điểm gì? Thứ nhất, người trí thì là cái người mà thường thực hành 10 cái thiện nghiệp. Đặc điểm của người trí đó là người thường thực hành 10 cái thiện nghiệp. Thì trong đó mình chia ra làm về thân, về khẩu và về ý. Thì về thân á, thì ngoài cái chuyện mà người trí tránh xa ba cái ác pháp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì cái bậc trí họ kiêng nhất là cái sự cố gắng không dùng thân để thực hành những cái điều sai trái trong dục lạc.
Có nghĩa là họ không hưởng thụ dục lạc một cách sai trái, đặc biệt là trong vấn đề nam nữ. Tại sao vậy? Bởi vì đó, cái người trí là cái người mà họ phải thấy được là cái chuyện mà những cái dục lạc, mà nhất là những cái dục lạc mà sai trái đó, mà mình gọi là tà dâm đó, nó là chướng ngại lớn cho cái sự mà chứng đắc các cái pháp cao thượng. À, đợt rồi thì có người hỏi sư cái vấn đề là tại sao mà giống như là khi mà họ cưới vợ cưới chồng á, thì trong cái vấn đề sinh hoạt vợ chồng thì họ rất là khó tu. Thì sư có nói đó là khi mà quý vị lập gia đình á, Phật không có đâu có cấm quý vị lập gia đình, nhưng mà Đức Phật nhắc nhở mình biết rõ là các dục lạc luôn luôn đem lại vui ít mà khổ nhiều, và trong 10 cái thiện nghiệp á, thì riêng cái chuyện mà hành thiền á, là cái pháp đưa đến những cái pháp cao thượng, ví dụ như là chứng đắc thiền định nè, hoặc là của thiền chỉ, hoặc là chứng đắc thánh đạo thánh quả của thiền quán. Thì khi mà quý vị có gia đình á, thì mình không có thực hành những pháp này. Tại sao? Bởi vì bản thân những cái dục lạc đó là cái trở ngại trực tiếp cho thiền định. Khi mà mình hưởng thụ những cái dục lạc trong cái chuyện mà quan hệ nam nữ thì tự nhiên là cái thiền nó bị lui sụp, nó bị biến mất, nó bị tiêu hoại. Tuy nhiên thì quý vị vẫn có thể thực hành chính cái pháp còn lại, chính chính cái thiện nghiệp còn lại. Riêng cái thiện nghiệp thứ 10 đó là cái thực hành thiền định á, 10 cái pháp mà tạo phước, 10 nhân sinh phước á. Riêng cái chuyện mà tu tập thiền định á, thì dành cho những cái ngày bát quan trai, có nghĩa là những ngày đó là kiêng luôn cả chuyện vợ chồng đó. Thì sẵn đây thì sư quảng cáo một tí xíu là sắp tới thì sư đã xin phép được là chùa Nam Tông thì sẽ mở những cái ngày, những cái khóa tu bát quan trai trọn một ngày đó, để cho quý vị đó có vợ có chồng mà muốn tha thiết mà có một cái lòng tu, muốn gieo một cái duyên lành giải thoát, thì quý vị có thể trích ra một cái ngày để mà quý vị tham gia, để mà được một cái ngày bát quan trai ha. Rồi đó là về thân. Còn về khẩu á, thì ngoài cái chuyện là tránh bốn cái pháp thuộc về bất thiện, thì vị đó còn cố gắng là không có nói vô ích. Tại vì vị đó biết là cái chuyện mà nói vô ích á, là do phóng dật. Mẫu gì tin đi, khi mà mình không nói vô ích á, là mình lợi nhiều lắm, lợi nhiều lắm. Mà sư biết là nhiều người thà mà một ngày mà họ chết, chứ còn bắt mà họ một ngày mà họ không nói họ chịu nổi, một ngày bắt họ nhịn họ không ăn á thì họ chịu được, chứ bắt một ngày mà họ nhịn họ không nói á, thì họ chịu không nổi, nó kẹt vậy. Ngoài ra đó, khi mà một người trí nói đó thì vị đó nói nó có 5 cái điều, có là 5 cái điều kiện khi mà một cái bậc trí mà nói. Thứ nhất, là bậc trí nói thứ nhất là cái ca ca lá qua đi, ca lá qua đi, ca lá qua đi, ca lá qua đi, có nghĩa là nói đúng thời, có nghĩa là đúng đúng lúc mình mới nói, chứ không phải là bạ đâu nói đó. Thứ nhất, người trí nó có 5 đặc điểm. Thứ nhất là ca lá qua đi, có nghĩa là nói đúng lúc đó. Cái thứ hai đó là phu tá qua đi, phu tá qua đi, phù ta hòa đi, có nghĩa là nói đúng sự thật chứ không có nói sai sự thật. Nhiều người họ nói là bây giờ, nhưng mà tôi muốn vì cái giống như muốn giúp người ta, nhưng mà cái chuyện giúp đó phải nói dối thì sao? Thì sư xin thưa
là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Quý vị giúp người ta đó bằng cái mục đích tốt, bằng cái mục đích thiện thì quý vị được cái quả thiện. Còn quý vị nói dối thì quý vị phải chịu cái ác nghiệp do cái chuyện nói dối. Có nghĩa là nghiệp có trắng có đen thì nó sẽ cho quả có đen có trắng. Chứ không có cái chuyện là mình nói dối để mình giúp người ta là cái chuyện tôi nói dối đó là miễn tội, không ai miễn tội hết trơn. Nghiệp là tự nó sẽ đi theo cái đường nghiệp. Mình làm cái nghiệp ác thì sẽ hưởng cái quả ác, làm nghiệp thiện sẽ hưởng cái quả thiện. Đó. Rồi thứ thứ ba đó là Attawadhi. Attawadhi có nghĩa là nói có lợi ích chứ không phải nói nhảm. Là nói cái gì nó cũng phải có lợi ích. Mà nói có lợi ích đây là cái gì? Là nói cái gì nó cần thiết thôi. Chứ còn tôi thấy là nhiều lúc mà mình ngồi mình nói với nhau đó, cái chuyện mà trên trời dưới đất, chuyện làng trên sóng dưới, chuyện năm này năm kia, rồi ví dụ như là chuyện cái gì ông này lấy bà kia, rồi cái chuyện thằng này nó gây với thằng nọ, rồi con chó nó cắn con mèo, những cái chuyện đó là những cái chuyện vô ích đó. Còn cái chuyện vô ích đó nó còn là cái gì? Đó là quý vị mở báo ra đó, báo điện tử mở ra tất cả các tiết mục kinh tế, chính trị, đối nội, đối ngoại, hôn nhân, gia đình, toàn bộ cái đó là cái chuyện không có lợi ích. Không lợi ích ở đây đó là không lợi ích cho cái chuyện tu tập ha. Và thứ tư á, là người trí là luôn là thăm má qua đi, thăm má qua đi có nghĩa là chỉ nói pháp thôi, nói cái gì cũng chỉ nói đúng pháp thôi chứ không có nói trật ra ngoài. Ví dụ như vậy nè, khi mà mấy sư đang ngồi, một lần mấy sư đang ngồi ăn cơm với nhau á, thì buột miệng, thì ví dụ như ngồi ăn ăn cơm xong rồi đó, trong cái lúc ăn tráng miệng đó thì kể với nhau, Trung Quốc thì bây giờ bắt đầu là đập Tam Hiệp, nó chuẩn bị giống như nó xả lũ, rồi lũ nó cuốn trôi người dân, rồi thế giới bị cái dịch Covid là nó hoành hành đó. Thì ban đầu cái chuyện đó là vốn dĩ nó không có lợi ích rồi đó, nhưng mà mình mở miệng ra mình nói một câu này lẫn thành ra nói pháp, đó là cái gì? Bởi vậy đó mới thấy là Đức Phật nói không có sai. Có nghĩa là khi mà người ta sống bất thiện nhiều thì thiên nhiên nó cũng không có hỗ trợ nữa, chư thiên nó không có hỗ trợ. Mà chính vì mình sống bất thiện cho nên nó sẽ tác động lên trên chính cái môi trường sống của mình, nó khiến cho môi trường trở nên khắc nghiệt. Khi mà người ta sống nhiều bằng cái lòng tham dục á, có nghĩa là khi người ta tham nhiều, ham muốn nhiều thì dịch bệnh nó sẽ hoành hành. Rồi khi mà người ta sống nhiều bằng cái sự tật đố, cái sự ganh tị đó, cái sự sân hận, hiềm hận với nhau, ác hại lẫn nhau, thì người ta sẽ phải chịu cái nỗi khổ của chiến tranh đó. Và khi mà người ta sống nhiều về bất thiện thì tự nhiên là những cái thiên tai nó sẽ xảy đến cho những cái người sống bất thiện. Còn khi mình sống thiện á thì tự nhiên là mình ít chịu những cái ảnh hưởng. Mặc dù mình sanh ra cùng một thời điểm, có nghĩa là mình sanh vào cùng cái năm, mình cùng sống trong cái năm 2020 này, là mình có cái sự cộng nghiệp rồi đó, nó có sự cộng nghiệp rồi. Nhưng mà mình nhờ mình có tu á, cho nên mình phải nói là mấy ông thầy chùa á, là chịu ảnh hưởng ít nhất, coi như là chịu ảnh hưởng sau cùng đó. Tại sao vậy? Bởi vì nói gì thì nói, thứ nhất là mình ít ăn ít uống ít tiêu xài, thành ra mình cũng không có nhu cầu gì nhiều đó. Mà trừ khi nào mà Phật tử họ khó khăn quá, họ không có nuôi nổi mấy ông sư đó, lúc đó mình mới chết đói thôi đó. Thành ra đó, những cái người có tu thì tu ít tu nhiều không cần biết, nhưng mà có tu thì mình cũng ít khi mà mình chịu những ảnh hưởng đó.
còn những người sống bất thiện nhiều là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đó. Thì khi mà mình nói như vậy, từ một cái chuyện nó vốn dĩ đáng lẽ ra là nó là cái chuyện không có lợi ích, nó là cái chuyện nó nhảm này, nó vô ích, mình có thể mình thông qua cái đó mình nói pháp. Mà khi mà mình nói pháp như vậy đó, thì tự nhiên là cái chuyện mà mình phiến luận đó, nó biến mất. Đó. Và cái điều thứ năm mà cái người trí mà họ nói đó là quy giá hòa đi, giá hòa đi, có nghĩa là họ chỉ nói về luật, không là nói những cái điều nên làm mà không nên làm thôi. Cái này là thiện thì nên làm, cái này bất thiện không nên làm, còn mấy cái ngoài ra đó thì không có cần thiết. Thậm chí do có năm họ chỉ nói năm cái pháp này thì thành ra có những lúc quý vị để ý coi, nó không có ở đây, ở trong năm pháp này nó không có một cái đó là metta hòa đi, metta hòa đi không có, có người nói trong tâm từ không có. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy là có những cái bậc trí quý vị, họ không có nhu cầu lấy lòng của mình. Bậc trí họ không có nhu cầu lấy lòng của mình, cho nên có đôi khi đó cái lời nói của họ nó rất là thẳng, và họ chỉ rõ, họ nói rất là thẳng. Thành ra có đôi khi đó, mình nghe họ nói mà mình cái máu nóng nó chảy rần rần ở trong người đó, nhưng mà mình phải nhẫn nhịn. Tại sao? Bởi vì khi mà người trí họ chỉ lỗi cho mình thì có nghĩa là họ đang cho mình một cái kho tàng, chỉ cho mình một cái kho tàng đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đi ra ngoài đường đó mình chỉ lỗi tùm lum tùm la, rồi mình bắt đầu mình nói tại vì tôi là bậc trí thành ra là tôi chỉ lỗi, mà tôi chỉ lỗi anh phải biết ơn tôi đó, thì không nên như vậy. Cái này là nói để cho nhìn nhận người khác khi mà chỉ lỗi mình, chứ không phải mình lôi cái đó ra để mình đi mình chỉ lỗi tùm lum la, thì không phải. Tại vì cái chuyện mà thích chỉ lỗi đó là đặc điểm của cái người nhiều sân ha. Và cái còn cái về ý đó là người trí thì cố tránh xa những cái ba ác nghiệp về trí, có nghĩa là tham ha, rồi sân và tà kiến. Thì đặc biệt á, người trí là cố gắng tránh xa cái tà kiến, cố tránh xa cái tà kiến. Có thể là một số vị người trí đó thì họ còn phàm, thì có thể lời nói của họ nó rất là gay gắt, nhưng mà họ vẫn cứ là bậc trí. Tuy nhiên đặc điểm nổi bật của bậc trí đó là họ tránh xa cái tà kiến. Và cái điều đặc điểm tiếp theo của bậc trí đó như hồi nãy xin nói, đó là bậc trí đó là nhận thức được cái lỗi lầm của mình nếu như mà họ còn phàm mà không phải thánh. Có nghĩa là bậc trí là họ nhận thức được cái lỗi lầm của mình, và khi mà có người chỉ lỗi đó thì họ biết sửa lỗi. Đó là đặc điểm của bậc trí. Nó khác cái kẻ ngu, không là kẻ ngu á, thì họ không biết lỗi mà họ không thích người khác chỉ lỗi, mà nếu như chỉ lỗi thì họ sẽ hiềm hận, họ sẽ oán hận, họ sẽ trả thù cái người chỉ lỗi. Riêng bậc trí đó thì họ nhận thức được cái lỗi lầm của họ, và khi mà người ta chỉ lỗi với họ đó thì họ biết sửa lỗi. Và ngoài ra đó, người trí đó còn là cái người mà chỉ lỗi cho mình và ngăn mình làm ác. Có nghĩa là nếu như mà thấy mình chuẩn bị sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hoặc khi mà thấy mình chửi rủa người ta, trù ếm người ta, làm những cái điều ác hại mình, hại người, thì họ ngăn mình lại. Họ ngăn mình lại, biết ngăn mình làm ác thì đó là bậc trí. Chịu chỉ lỗi cho mình thì đó là bậc trí. Đó. Nhưng mà nên nhớ như vậy, nếu như mà quý vị muốn chỉ lỗi một ai đó đó,
thì quý vị phải đủ những cái yếu tố sau ha. Thứ nhất là nếu mà muốn chỉ lỗi, thứ nhất là mình phải xét coi coi là mình có cái lỗi đó hay không. Chứ đừng, chứ nếu như mà mình cũng có cái lỗi đó mà mình đi mình chỉ trích người ta thì người ta sẽ phản bác lại, có nghĩa là anh cũng sai như tôi thì anh lấy cái tư cách gì anh chỉ lỗi tôi. Cái này là Đức Phật dạy ở trong Tạng Luật, có nghĩa là muốn chỉ lỗi người khác đầu tiên mình phải là người không có lỗi, không có cái lỗi đó thì mình mới nên chỉ lỗi người ta đó. Đặc biệt là nhớ là những cái bậc cha mẹ phụ huynh á, mà muốn dạy con cái đó thì phải xem lại mình, tại vì con nó khôn lắm, ở nhà mà mình làm gì nó biết hết á. Cho nên á, mình dạy nó, mình không muốn nó nói dối, mình không muốn nó nói dốc, không muốn nó dối gạt cha mẹ, thì bản thân mình cũng phải làm gương là mình không có nói dối, không nói dốc, không có gạt ai hết. Chứ không thôi thì nó sẽ nói là thì ba má cũng vậy, mà ba má thì con làm theo, học theo ba má thôi ha. Cho nên muốn chỉ lỗi ai thì đầu tiên là mình phải không có những cái lỗi đó. Cái thứ hai đó là quý vị xem lại những cái pháp ở trên đó, có nghĩa là thứ nhất là nói đúng thời điểm, đúng thời điểm, chứ không phải là ông chồng ổng đa ổng nhậu về xỉn mà mình cứ lôi ổng ra mà mình nói thì nó không đúng lúc. Hoặc là cái lúc mà ông chồng ổng đang uống cà phê hoặc đang nhậu với bạn với đồng nghiệp mà ở ngoài đường, ở ngoài giữa đường giữa xá, mình ôm con tới mình mè nheo mình kêu chồng về thì phải nói là nó không có hợp thời. Tại vì phải nói đàn ông thì ai cũng vậy, trước mặt bạn bè thì họ cần có cái sĩ diện của họ đó, mà mình cứ đó chồng nó đang nhậu mình ôm con tới hoặc là mình gọi điện đó mình bắt ổng về thì tự nhiên là ổng quê. Mà không phải là mình không đúng, nhưng mà nó không đúng lúc. Thành ra cái đầu tiên là mình phải xem coi là nó có hợp thời hay không. Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Cái thứ hai á là mình nói nó phải có đúng sự thật. Là muốn chỉ lỗi người ta mình phải chỉ đúng sự thật, chứ không phải mình là mình tự mình chế ra. Cái thứ ba đó là nó phải có lợi ích. Nói gì nói nó cũng phải có lợi ích. Chứ không phải mình ngồi đó mình chỉ lỗi người ta bắt đầu mình cà kê dê ngỗng thì nó không phải. Và cái thứ tư là mình nói bằng từ tâm. Phải nói là có những lúc mà mình thấy người ta sai đó, thậm chí cha mẹ dạy con cái cũng vậy. Khi muốn dạy con á, mà mình thì mình phải xem coi hiện tại bây giờ mình có đang nóng giận hay không. Đừng bao giờ biện minh là tôi thương con, thành ra tôi mới rầy la con, thành ra tôi mới phạt con, thành ra tôi mới đánh con. Trước khi mà mình muốn dạy ai đó, mà muốn chỉ lỗi ai đó, xem hỏi thành thật với chính mình. Hiện tại bây giờ tôi có đang nóng giận hay không? Nếu đang nóng giận, giải quyết cái cơn nóng giận đó trước. Sau đó an trú trong cái tâm từ, rồi mình mới nói. Đó. Thì như vậy thì lời nói của mình nó mới có tác dụng. Và khi nói đó, thì một cái điều nữa muốn gạch đầu dòng nữa đó là khi vị đó chỉ lỗi đó thì đó vị đó chỉ lỗi bằng những cái lời lẽ có suy nghĩ, chứ không phải là bả đâu nói đó. Thì nhờ như vậy đó thì họ mới chỉ lỗi xứng đáng là một bậc trí, chứ còn không phải là mình đi ra ngoài đường ở trong nhà trong ngõ rồi hay là công ty chỗ này chỗ kia mình cứ chỉ lỗi tùm lum hết, mình ngó đâu cũng thấy lỗi, ngó đâu cũng thấy chỗ bất mãn. Mình chỉ đó mình tưởng là mình là bậc trí nhưng thực tế có khi mình là kẻ ngu. Tại sao? Bởi vì mình không chỉ, mà mình khi mình chỉ lỗi đó mình không có được những pháp chỉ lỗi của bậc trí.
Tôi nhắc lại, khi bậc trí chỉ lỗi, thứ nhất là vị đó không có cái lỗi đó. Muốn chỉ cái lỗi nào, vị đó phải không có cái lỗi đó. Tiếp theo, vị đó nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có lợi ích, nói bằng từ tâm và nói bằng cái lời lẽ khéo léo. Thì nhờ như vậy mình cái việc chỉ lỗi nó mới đáng là bậc trí. Và cái đặc điểm tiếp nữa của bậc trí đó, đó là gì? Đó là vì đó không có tự phụ hoặc là khoe khoang. Mặc dù là có những cái đặc tính tốt đó, vì đó có, nhưng mà vì đó không có khoe. Ví dụ như là vì đó nói, trời ơi, nhờ cái phước thành ra là tôi mới được những cái quả lành này, là nhờ tôi được cái phước. Thì ngay cả cái chuyện đó thì vì đó cũng không có tự hào. Có nghĩa là tôi giàu tôi cũng không có tự hào cái chuyện tôi giàu, mà tôi đẹp tôi cũng không có tự hào cái chuyện tôi đẹp. Mà cái chuyện này hơi khó à. Chứ sư thấy là rất nhiều người họ thích khoe khoang, họ thích khoe cái sự giàu có của họ, hoặc là họ có sắc đẹp thì họ khoe cái sắc đẹp của họ. Cái này thì nhiều lắm. Thậm chí bây giờ người ta ra một cái những cái ứng dụng để mà tự quay video của mình lại, mà họ quay thì để họ khoe khoang cái sự giàu có hoặc khoe khoang cái vẻ đẹp của họ. Cái này nhiều lắm. Thành ra cái bậc trí là những người mà họ không có khoe, không khoe những cái đó. Họ giàu họ cũng không có khoe, mà họ đẹp họ cũng không có khoe. Tại sao vậy? Bởi vì họ hiểu được á, hiểu cái gì? Đức Phật dạy sắp pê sang kha ra anicca tí, các hành là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, các hành là vô thường. Tôi giàu đó có nghĩa là tôi được cái phước cũ của tôi, nhưng mà rồi thì nó cũng hết thôi. Nếu như mà tôi không có bị trộm cướp, tôi không có bị thiên tai, tôi không có bị những biến động của xã hội, biến động kinh tế, biến động chính trị, nếu như mà tôi không có bị những cái đứa thừa tự nó phá gia chi tử, thì khi tôi chết rồi tôi cũng không có đem theo, thì mắc cái mớ gì mà tôi phải tự hào đó. Bây giờ đó tôi một ngày một cái bữa ăn của tôi đáng giá là cái chục triệu đồng, một cái bữa ăn vặt cả chục triệu. Nhưng mà khi tôi chết rồi tôi xuống dưới cống, hoặc là tôi thành một cái con chó con mèo gì đó, tôi chỉ thích ăn những cái chất dơ bẩn, đó là chuyện hết sức bình thường. Nên không có lý do gì để mà tôi tự hào mấy chuyện đó. Hoặc là bây giờ tôi đẹp là nhờ cái phước quá khứ, thành ra tôi đẹp. Nhưng mà cái sắc đẹp này nó đâu có bền. Nếu như không bị một cái hiểm họa nào đó, ví dụ như là bị người ta tạt axit, hoặc là bị một cái tai nạn nào đó, như như là vừa rồi báo đăng mấy cái cô ca sĩ người mẫu bị phỏng nước sôi đó, thì nó cũng hủy hoại cái dung nhan đi đó. Rồi hoặc là bị cái này bị cái kia bị tai nạn, thì cái sắc đẹp tôi nó cũng mất, nó không có bền. Hoặc là khi một mai tôi già rồi đó thì tôi cũng đâu có đẹp được nữa. Cho nên không có lý do gì để mà tôi phải tự hào về mấy cái chuyện đó hết. Cho nên đầu tiên là họ thấy mình không có lý do để mà họ tự hào về bất cứ cái chuyện gì. Trừ khi mà mình chứng thánh rồi thì cái chuyện chứng thánh á, nó mới là cái để mình tự hào. Mà ác một nỗi là cái người chứng thánh thì họ lại không có cái là họ lại không có tự hào nữa. Tại họ thấy cái chuyện mà họ chứng thánh nó giống như là hết bệnh thôi, không có gì mà đáng phải khoe hết trơn. Rồi khi mà họ thất bại đó thì họ không có nản chí. Khi họ thất bại họ không có nản chí. Tại vì sao? Bởi vì họ hiểu là khi mà mình đã làm những cái nghiệp bất thiện của quá khứ thì mình sẽ chịu những cái quả xấu. Mà chính vì vậy đó thì mình phải ráng mà mình khắc phục nó, chứ mình không có lý do gì mà mình nản. Như ở trong kinh có một vị trưởng lão hình như là Mahapala,
nếu không đúng tên thì thôi, thì có một cái kiếp quá khứ là vị trưởng lão này cũng đi cúng dường, đi cùng với một cái đoàn tùy tùng á, đi cúng dường trai tăng cho tăng đoàn. Mà đang đi như vậy đó thì trời đổ mưa, trời mưa thì không có chỗ trú, thành ra là nguyên một đoàn vậy đó chịu ướt mưa, rồi nó lạnh lạnh rồi nó run cập 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 vậy đó. Thì thay vì đó, những cái vị này nghĩ là họ nản, nghĩ là trời ơi công trình mình đi sửa soạn đồ đẹp như vậy mà bây giờ ướt mưa rồi một hồi nữa gặp chưa tăng rồi sao, hoặc là suy nghĩ bất thiện, thì những vị này lại nghĩ một cái điều rất là đặc biệt mà suy nghĩ là bây giờ hiếm ai nghĩ được vậy. Vì nó mới nghĩ sở dĩ mà mình phải chịu như vậy, không có chỗ trú mưa, mình phải chịu ướt mưa là do mình không có chỗ trú mưa. Mà tại sao mình không có chỗ trú mưa là do mình thiếu cái phước bố thí chỗ ở. Vì nó nghĩ như vậy cho nên là vị đó mới bày ra cái chuyện là cúng dường tăng xá đến cho chư tăng đó, thì đó mới xây dựng một cái thiền đường lớn để cho chư tăng có cái chỗ ở đó. Cho nên quý vị thấy là cái bậc thiền trí đó thì họ luôn có lý do để mà họ làm thiện đó. Khi ngay cả khi mà họ chịu những cái quả ác nghiệp thì họ vẫn dùng đó làm lý do, ví dụ như là bây giờ tôi nghèo là do tôi thiếu cái phước bố thí, mà bây giờ muốn thoát nghèo là tôi phải lo cho bố thí, rồi bây giờ tôi xấu là do hồi xưa là tôi sân nhiều quá, sân rộng quá chứa mấy chục chiếc xe cũng đủ, chứa cả chục chiếc máy bay cũng đủ luôn, tôi sân nhiều quá cho nên bây giờ mà tôi muốn đẹp thì ráng làm sao mà bớt nóng giận, ráng tập rải tâm từ đó. Rồi khi mà mình cho người ta cái gì đó thì mình cho đồ lúc nào cũng đẹp đó, để mình đời sau mình bớt xấu. Rồi khi mà mình thấy bây giờ mình không có nhà ở, mình phải sống lang thang rày đây mai đó là do mình thiếu cái phước bố thí chỗ ở, thì vì đó cố gắng nỗ lực để kiếm cách gì đó để mà bố thí một cái chỗ ở đó. Nên đặc điểm là đặc điểm của người trí. Một cái đặc điểm nữa của người trí đó là khen cái người đáng khen và chỉ trích người đáng chỉ trích. Ha. Khen người đáng khen, chỉ trích người đáng chỉ trích. Có nghĩa là sao? Khi họ thấy ai làm thiện thì họ tán thán. Chứ họ cái này mở ngoặc ha, cái này mở ngoặc là người trí thì nó khác với người hiền. Mặc dù mình thường hay dùng cái từ là hiền trí, nhưng mà thường người trí thì nó không có giống người hiền. Không giống chỗ nào. Người hiền á thì họ chỉ đơn giản là họ không muốn ai phải buồn, hoặc là họ không muốn làm hại ai đó. Cho nên là người hiền á, họ có thể vướng vào bốn cái pháp thiên vị. Đó là thiên vị vì tham, tức là thiên vị vì thích, vì thương, tức là thương ai đó thì họ sẽ thiên vị. Hoặc là thiên vị vì ghét, tức là ghét ai đó, không ưa ai đó thì họ sẽ thiên vị. Rồi thiên vị vì sợ, có nghĩa là họ dưới quyền ai đó thì họ cũng sẽ thiên vị, ví dụ như là sếp của mình hoặc là chủ của mình họ sẽ thiên vị. Rồi thứ tư là họ thiên vị vì ngu dốt, có nghĩa là họ không biết cái chuyện đó làm sao hết thì thôi thì họ nghiêng về một phía. Mà cái lý do họ nghiêng về một phía đó là do họ không biết. Thì người hiền á, họ có thể họ rơi vào bốn cái pháp thiên vị đó. Còn người trí á, là họ khi họ khen chê thì họ không vướng vào bốn cái pháp thiên vị này. Ai đáng khen thì họ khen, mà ai đáng chê thì họ chê. Có nghĩa là mặc dù cái người đó họ không ưa, họ không thích, nhưng mà họ làm thiện, họ làm tốt thì họ vẫn sa thú lành thay. Đó. Họ vẫn hoan hỷ ngay cả với cái người họ không ưa khi mà thấy cái người đó họ làm thiện.
Rồi khi mà thấy cái, còn cái người mà ngay cả cái người họ thích, cái người họ thương mà làm sai làm ác đi chăng nữa thì họ vẫn chỉ trích người đó. Tại vì họ hành xử là họ hành xử theo pháp. Ha. Nó sẵn đây thì nó có ba cái lối hành xử. Là thứ nhất là hành xử mà nghĩ vì mình. Hành xử vì mình. Có nghĩa là tôi đối với cái người trí đó thì họ có ba kiểu hành xử. Thứ nhất là hành xử vì mình, nghĩ tới mình mà nào họ hành xử. Thứ nhất là họ nghĩ là khi mà tôi làm cái chuyện đó đó thì liệu rồi tôi có bị ăn năn ray rứt hay là không, nó có đúng hay là sai, mà lỡ tôi làm như vậy tôi có ăn năn ray rứt hay không, cho nên là họ không vướng vào bốn pháp thiên vị. Thứ hai đó, có nghĩa là lấy mình làm trọng. À đúng rồi, lấy mình làm trọng. Thứ hai đó, là lấy đời làm trọng. Có nghĩa là khi họ làm như vậy họ nghĩ khi mà tôi khen tôi chê hoặc khi mà tôi làm những chuyện đó, những cái bậc hiền trí khác họ nhìn vào đó thì họ có chê trách tôi hay không, hoặc là khi mà người khác biết họ có chỉ trích tôi hay không. Đó là lấy người làm trọng. Và thứ ba đó là họ lấy pháp làm trọng, có nghĩa là họ suy xét là khi tôi khen tôi chê như vậy thì nó có đúng pháp hay là không. Đó là đặc điểm của người trí, khi mà họ khen họ chê người đáng khen dù họ thích hay không thích, mà họ là cái người đó làm thiện làm tốt thì họ vẫn khen. Còn cái người mà họ sống ác, họ sống sai, họ làm quấy, họ không đúng thì dù thích hay không thích thì người trí họ vẫn chê. Người trí khen chê không vướng phải bốn cái pháp thiên vị. Và cái điều tiếp theo nữa đó, điểm nữa của bậc trí đó là cái người có đức, có chánh tín, có nghĩa là cái chỗ nào đáng tin thì họ mới tin, chứ họ còn cái chỗ không đáng tin thì họ không có tin, chứ họ không có tin bừa, chỉ họ chỉ tin cái gì đáng để tin, còn cái chỗ không đáng để tin là họ không có tin. Và họ tin cái gì đó họ cũng phải có lý do, có nghĩa là trước khi tin á thì họ phải suy xét coi coi là cái chuyện đó nó có đáng tin hay là không đáng tin thì họ mới quyết định họ tin, chứ không phải là bả đâu tin đó. Ví dụ như mình, tôi thấy rất nhiều vị mang tiếng là đệ tử Phật, cũng Phật tử, ta cũng đi chùa lạy Phật, rồi cũng học cái này học cái kia, chứ không biết học cái gì, thì cũng đi khóa thiền này khóa thiền kia, nhưng mà thấy cái người ta đồ mà cái miếu nào linh thì cũng chạy vô quỳ xì sụp lại khấn vái tùm lum lá, rồi thấy người ta nói là cái chỗ này có dông hay là có cái gì nó dơ bẩn nó cần phải cúng kiến, là họ không cần biết đúng sai, họ cái bài đó họ cúng mà cúng linh đình, rồi cúng đầu heo rồi cúng này cúng kia rồi cúng đầu gà này, trong khi nó không có lợi ích. Họ không biết cách cúng kiến, ngay cả cái chuyện cúng kiến họ cũng không biết cúng làm sao để mà nó lợi ích, thì người ta bài sao họ theo vậy, mà người ta nói là xưa bài nay làm, biện minh vậy đó, cứ kêu là xưa bài nay làm, rồi cứ thay phiên mà làm những cái chuyện nó không có lợi ích. Trong khi đó người trí đó thì họ chỉ tin cái gì mà sau khi họ suy xét họ thấy nó đáng để họ tin tưởng thì họ mới tin. Cái này thì quý vị xem lại cái bài kinh Kalama ha. Đó, Đức Phật nói không phải là mình cứ bạ đâu mình tin đó thì nó không có phải. Cái thứ sáu đó là như này, là biết hỏi một cách có suy nghĩ, biết hỏi họ hỏi mà thông minh, rồi biết trả lời một cách có suy nghĩ. Rồi khi nghe câu trả lời đúng thì họ biết chấp nhận. Đó là ba cái. Thứ nhất là khi hỏi đó thì họ có suy nghĩ, hỏi có suy nghĩ, trả lời có suy nghĩ.
Và khi nghe người ta trả lời mà đúng á, thì họ dễ dàng họ chấp nhận. Có nghĩa là hỏi một cách thông minh, hỏi một cách thông minh, trả lời cũng phải trả lời một cách thông minh. Và khi người ta trả lời đúng á, thì mình phải chấp nhận. Đó. Chứ còn sư phải nói có nhiều khi á, quý vị đọc gì hỏi á, thì sư trong cái nút chat á, thì có liên kết để quý vị đặt câu hỏi mà phải nói, hoặc là có những vị mà chat hỏi trực tiếp với sư, mà phải nói là có những câu hỏi mình nhìn vô mình làm biếng trả lời, tại vì mình biết là cái con người này họ trả lời uổng, tại cái câu có những cái câu hỏi nó rất là ngớ ngẩn đó. Thành ra không hỏi một cách thông minh thì nó cũng là một đặc điểm của người trí. Rồi khi trả lời cũng phải trả lời một cách thông minh. Ví dụ như là có những người hôm rồi có người hỏi là thế nào vi vi diệu pháp, thế nào là vi diệu pháp, thì tự nhiên có một tay họ, mà không phải một tay nữa mà nhiều tay họ xen ngang, họ có nói là niệm Phật là vi diệu pháp. Trời ơi, sư nghe sư hỡi ơi, thà mình không biết thì mình đừng có nói. Nếu mà mình không biết á, mình không nói đó, người ta còn tưởng mình ngu. Chứ còn phải nói, mình nói ra người ta biết chắc chắn là mình ngu rồi. Thà không biết, mình đừng nói. Thành ra đó, trả lời một cách có suy xét, có suy tư, nó cũng là một đặc điểm của người trí. Rồi cái thứ ba đó là khi mà lắng nghe người ta trả lời đó, suy xét, suy nghĩ người ta trả lời có đúng hay là sai. Có nghĩa là cái câu trả lời đó mình không dựa vào cái sở thích cá nhân. Đôi khi đó không phải là câu mình muốn nghe, nhưng mà người ta nói đúng thì mình vẫn nghe, thì nó là đặc điểm của người trí. Chứ còn sư biết là một số người họ hỏi, họ chỉ muốn để họ chỉ muốn nghe cái câu mà họ muốn nghe thôi. Chứ họ không muốn nghe một cái câu trả lời đúng. Họ chỉ muốn người ta trả lời mà tuân theo cái ý của họ. Ví dụ như có người họ hỏi là khi mà tụng một cái bài chú như vậy đó thì nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng mà cái câu trả lời họ chỉ muốn nghe đó là hiệu nghiệm, chứ họ không muốn nghe một cái câu phản biện nào hết. Họ không muốn nghe phản biện, họ chỉ muốn người ta thuận theo cái ý của họ. Cái câu này nó cái chú này là nghe hiệu nghiệm lắm đó. Tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, rồi ông ứng bà nhập cái gì đó, thì cái đó không phải là đặc điểm của bậc trí. Đặc điểm của bậc trí là khi nghe câu trả lời là biết suy nghĩ đúng đắn thì họ dễ dàng chấp nhận. Và cái đặc điểm nữa đó, đó là cái vị cái người trí đó, là cái người hoan hỷ ở trong giáo pháp, thì nó là bậc trí hoan hỷ trong giáo pháp. Và chính vì họ hoan hỷ trong giáo pháp cho nên đó, họ ngủ an lạc với một cái nội tâm trong sạch. Chứ còn đôi khi thì mình ngủ bởi vì mình do những cái toan tính này nọ kia, mình toan tính chuyện trên chuyện dưới, rồi chuyện có khi là do tâm tham, do tâm sân đó. Nhưng mà người trí đó thì do họ hoan hỷ trong giáo pháp, cho nên khi họ ngủ thì họ chìm sâu trong những cái suy tư về giáo pháp, và họ ngủ bằng một cái nội tâm trong sạch. Mà ở có một cái câu Pali là thâm mapi tí su khăn xê tí vipassane na chê ta sa. Đó có nghĩa là người hoan hỷ trong giáo pháp thì ngủ an lạc với cái tâm trong sạch. Nó thiếu chữ D. Thâm má pi tí su khăn xê tí vipassane na chê ta sa. Và cái đặc điểm tiếp theo nữa của một cái bậc trí đó
là bậc trí luôn hoan hỷ với cái giáo pháp đã được các bậc thánh tuyên thuyết. Ariyap và quê đi tề thăm mê xà đà paratip bằng đi tục đó, khi phải trích dẫn vậy thì quý vị mới tin, mới mới mình có sở chứng. Ai không tin thì cứ có thể là tìm dò coi ông thầy ông nói trên trời dưới đất hay là ông nói mà ông nói có cái bằng chứng. Nó là người trí thì luôn hoan hỷ với giáo pháp được các bậc thánh tuyên thuyết, có nghĩa là họ nghe pháp họ nghe không có mệt mỏi, họ nghe lúc nào họ cũng hoan hỷ, họ hoan hỷ khi họ nghe pháp. Mà phải nói là cái điểm này thì do cái này là ở đây có một cái đặc điểm là được các bậc thánh tuyên thuyết chứ không phải là được mà phàm tuyên thuyết. Nhưng cho nên là bây giờ thành ra đôi khi á, sư thấy quý vị Phật tử mà họ ngồi họ nghe pháp của những cái vị mà phàm tăng như ông sư Hạnh Tuệ đang ngồi đây, sư phải nói là sư thương quý vị hết sức. Tại có đôi khi mà quý vị muốn nghe được là quý vị cũng phải kiên nhẫn dữ lắm, tại vì có đôi khi á, ông sư ổng thuyết trên trời dưới đất, ổng thuyết dở ẹt đó mà cũng ráng ngồi mà nghe, thì phải nói là chắc quý vị là cũng phải cái tâm đại bi đại bác gì đó thì quý vị mới ngồi nghe nổi thôi, chứ còn cái tâm thường nghe không nổi đâu. Ráng ngồi mà nghe vì chánh pháp mà ngồi nghe pháp quá tuyệt vời. Trong khi đó có nhiều người sư xin thưa là sư nghe mà nghe được vài câu là sư đứng dậy sư đi, tại vì sư nghĩ là thôi nếu mà bắt ngồi hết là thôi giết tôi đi rồi đừng tra tấn tôi nữa đó. Nhưng mà có những vị thuyết thì phải nói là nghe thì rất là hay, nghe tuyệt vời, nghe sư có một cái này sư không biết chia sẻ với ai, có đôi khi á mình nghe pháp mình có thể nghe từ sáng tới chiều tới tối mà nghe tới cái lúc mà mình đi ngủ mà ngủ quên luôn, rồi tới ví dụ như 2-3 giờ sáng giật mình thấy vẫn còn đang thuyết pháp thì vẫn tiếp tục nằm nghe, thì nằm nghe có được có mất vậy đó, rồi cứ tới sáng hôm sau thì cứ tiếp tục là cứ như vậy mà nghe tiếp. Thì có đôi khi á cái gì nghe pháp nó có rất nhiều những cái hoan hỷ, trong khi mình là một cái người phàm cục vậy đó ha. Rồi một cái điều nữa tiếp theo là Pandita Atta Năng Thamma Danh Tý, nghĩa là những cái người trí đó thì họ tự rèn luyện bản thân, họ tự rèn luyện bản thân, rèn luyện đây là sao, có nghĩa là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là thợ làm nước dẫn nước, thợ làm tên thì uống tên, người trí thì điều phục tâm, điều tâm thì an lạc. Là những cái bậc trí đó thì họ tự rèn luyện mình chứ họ không cần ai phải nhắc nhở hết, họ không cần ai phải nhắc nhở. Rồi tiếp nữa đó, cái bậc trí đó là người biết hổ thẹn với tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi, tức là có tàm và úy. Đặc điểm người trí là có tàm và úy. Sư phải nói là do có đôi khi á, là chú giải á, phân tích nó sâu quá, sư dùng từ sâu quá, cho nên có đôi khi một cái pháp này mà nói một hồi là giống như là mình đem hết 38 pháp hạnh phúc mình đem ra mình nói luôn. Nhưng mà thôi thì có bao nhiêu thì mình phải kể cho hết chứ để nói ông này ổng kể thiếu. Đặc điểm người trí là có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Có lần sư nói với ông sư bạn là mình có nhiều cách để mình tu lắm, và có nhiều cách để cho mình có cái sự tinh tấn, nhiều cách lắm.
Thì một trong những cái cách đó đó là mình biết sợ. Sợ là sợ làm sao? Giống như là có cái lần mà sư đi khất thực ôm bát ngoài đường đó, thì có một sư đang đi như vậy thì đến một cái đoạn thì sư biết cái đoạn này là cái đoạn mà có tội lắm. Có một bà cụ bình thường khi mà sư đi ngang qua đó là bà cụ ngồi ở cái ghế đá. Nghèo lắm, mặc đồ sư không nghĩ là một cái bộ đồ của cái người nghèo, mình biết là đồ của người nghèo, đồ bình dân, đồ của người nghèo. Nhiều lần sư đi ngang qua thì rồi đó, có lần bà cụ đứng dậy mà cụ muốn cúng dường mà không có cái gì để cúng dường. Rồi thì sau đó để mà tránh cho, ví dụ như tránh bà cụ ngại đó hoặc là trở thành một cái gánh nặng, thì cái con đường đó sẽ không có đi thường, cũng không có đi thường, đi cách vài ngày cũng đi một lần đó. Thì khi một có một lần khi mà sư đi ngang qua, sư biết tới cái đoạn của bà cụ thì sư nghe như vậy, mua chi nhiều ôm ông sư ông nặng. Thì cái ý của do bà cụ mới đi ngang qua cái tiệm tập tập hóa đó, thì bà mua hai cái lon nước đó thì bà cúng dường. Thì không biết là bà mua thêm cái gì mà bà chủ tập hóa bà nói là mua chi nhiều rồi người ta xách xương xách nặng. Thì khi sư nghe như vậy sư nghĩ như vậy mình ôm bát như vậy nó nặng biết là bao nhiêu, mình đang gồng gánh những cái niềm tin của thí chủ. Mà nếu mình tu nó không có ra hồn á, mình là cái thá gì để cho người ta cúng dường? Mà nếu như mà mình xài những cái thứ tài sản này, trong thứ nhất khi mình xài như vậy mình đã có cái công đức gì, mình đã có cái sự tu hành gì để mình xứng đáng với những cái vật phẩm này hay chưa? Phải nhìn thấy được cái nặng của cái lòng tin mà thí chủ họ đặt vào bát. Rồi quý vị không biết là có bây giờ nó không giống hồi xưa, có nghĩa là sau cái lễ dân y tôi nhớ là năm rồi năm trước, thì cái lễ mà rất nhiều y phục rồi những cái vật dụng thì gom lại thành một cái bao to. Thì khi mà sư vác một cái bao to như vậy, vác trên lưng đó, sư đem từ chánh điện đem xuống cốc, tự nhiên sư nghĩ một cái chuyện này, sư hết hồn, sư kể với ông sư bạn: trời ơi, mình khiêng cái bao như vậy thì có khi nào mình tu cái chật cà ruột của mình tu không ra gì hết, đời sau kiếp khác mình thành một cái con ngạ quỷ mà nó ôm một cái khối nặng ở trên lưng mà nó cũng đi y chang vậy. Nghĩ giùm ruột mình, có nghĩa là biết sợ. Rồi khi mình thấy mình tu nó chưa được cái gì hết thì phải biết sợ. Rồi khi mà thầy sư phải nói thấy mấy cái con chó đó, con chó mà nó ăn mấy cái phân mà ở trên đường, trời ơi, mình thấy gớm muốn chết luôn. Tại sao? Nó hôi lắm, bản thân cái phân nó không có cái gì mà thơm ngon hết trơn, mình thấy mình biết nó hôi. Đương nhiên mình ăn bao giờ đâu mà mình biết cái vị của nó, mà mình nhìn là mình thấy muốn buồn nôn rồi. Đó, mình thấy con chó nó ăn ngon lành. Nó ăn xong cục này, nó ăn qua tiếp cục khác, nó ăn mấy cục như vậy. Trời ơi, mình nghe mình thấy đó, nghĩ tu làm sao mà mốt mình thành chó đó, rồi tới hồi mình cũng phải ra đó mình gặm từ cục này đến cục kia. Nghĩa là khi mình nghĩ như vậy mình mới biết sợ, mà khi mình biết sợ như vậy mình mới kiếm cái chuyện gì đó để mà mình làm, để mà mình tu, để mà mình vun bồi những cái phước thiện. Chứ sư xin thưa với quý vị đó, một ông sư ổng xài phước hao lắm. Đương nhiên cái chuyện mà ổng có được những cái vật phẩm để mà ổng xài đó là do cái phước của ổng, nhưng mà ổng xài rất là hao. Tại vì những cái từ cái thực phẩm cho tới những cái vật dụng thuốc men y áo chỗ ở cho tới điện nước, những cái gì toàn là của bá tánh cúng dường không.
mà cúng dường bằng cái niềm tin trong sạch mà mình xài đó, mình xài cho những cái chuyện bất xứng, là mình đã chà đạp lên những cái lòng tin của người ta. Khi mình nhiều lúc nghĩ mình cũng nhói lắm chứ, thành ra xài phước rất là hao. Mà khi mà ông sư ông xài mà hết phước rồi đó thì cái đời sau ông chắc chắn là ông khổ. Thành ra phải kiếm, ráng kiếm cái chuyện này chuyện kia để mà làm. Và đó cũng là một trong số những lý do mà sư mở cái lớp này, để mà tạo thêm cái phước. Nhờ mà mở cái lớp này đó thì mình mới có cái động lực để mà nghiên cứu kinh tạng, và cũng tạo một chút phước để mà nó níu lại cái sự tiêu xài hoang phí phước của bản thân đó. Thành ra đó, khi mà anh còn có tàm, có úy, có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi đó, thì anh mới có cái lý do để anh tu, có cái lý do để anh phát triển. Chứ còn khi anh mất cái này rồi thì coi như không còn cái gì để đáng để nói nữa trơn. Và cái điều tiếp theo đó là cái người trí đó là cái người cố gắng áp chế những cái phiền não đang có để không cho chúng rơi vào những cái ác pháp. Có nghĩa là có được bốn cái chánh cần đó, là thấy được những cái pháp thiện chưa có thì làm cho nó có. Có rồi thì làm cho nó tăng trưởng, còn những cái bất thiện ấy, thì chưa có thì làm cho nó không có, mà có rồi làm cho nó biến mất. Mà như lần trước sư nói đó, thì có nghĩa là người trí là cái người không có dễ ngươi. Không dễ ngươi là gì? Không coi việc thiện nhỏ, không coi thường cái việc thiện nhỏ mà không làm, mà không coi thường cái việc ác nhỏ mà cố làm. Đừng có coi cái chuyện mà mình, ví dụ như cái cơm dư, quý vị sẽ nói cái cơm dư ấy, mà mình đổ, ví dụ như mình canh cái chỗ nào mà có con này con kia nó ăn ấy. Rồi khi quý vị suy nghĩ vậy, cố mà tìm như vậy đó, hoặc là thậm chí mình thấy cái đường kiến đi, mình chịu khó mình múc cái muỗng đường mình cho nó ăn. Chỉ cái thiện nhỏ như vậy thôi đó mà mình cũng không có coi thường nó, mình cũng ráng mình làm. Mà là cái chuyện ác mình coi là nhỏ, mà đừng bao giờ coi thường cái chuyện ác nhỏ mà cố làm. Ví dụ như mình thấy con muỗi nó chích mình tiện tay mình đập cái bóp đó, thì mình có nghĩ con muỗi nó nhỏ nữa, nó chích mình hoặc là nó chích con mình đó, hoặc là con kiến nó cắn con mình, trời ơi, cắn chi mà con nó nổi đỏ nổi mẩn, mình tức quá mình giết nó. Mình nghĩ cái chuyện giết là đương nhiên, mình không biết mình đang tạo ác gì. Có người họ hỏi khi mà nói sư nói về cái giới mà sát sanh, họ hỏi nhưng mà bây giờ khi họ làm biển như vậy đó thì họ có những cái con vật nhỏ đó, ví dụ như con ruốc, thì họ giết như vậy thì có sao hay không? Quý vị biết con ruốc mà đúng không? Con ruốc nó nhỏ xíu à, một bịch một ký là sư đếm, mình đếm không hết, đếm không hết là bao nhiêu con ruốc ở trong. Thì sư phải thành thật sư nói là xin thưa, cái nghiệp sát sanh nó tính trên từng con mà anh giết. Có là mình giết một con nó tính một con, mà mình giết một rúp một mớ nghiệp thì nó tính theo một rúp một mớ. Tính nghiệp nó tính theo từng con. Cho nên đừng bao giờ coi thường cái nghiệp ác nhỏ mà cố làm. Và điều nữa đó, là người trí đó là có cái niềm tin vào những cái thiện pháp. Có nghĩa là họ tin về cái nhân quả và nghiệp báo. Họ tin tôi làm thiện thì tôi sẽ được cái quả thiện, còn khi tôi làm ác thì chắc chắn tôi chịu quả khổ. Họ tin như vậy. Mặc dù từ cái chuyện tin đó cho tới chuyện họ làm được hay không thì có khi nó là cái chuyện khác nhau. Có khi họ là cái chuyện khác nhau. Ít nhất là họ phải tin trước rồi đó. Đó.
Thì nhờ mình có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo đó, thì nó là một trong cái đặc điểm của cái người trí. Và một cái điểm cuối cùng của cái bậc trí đó là họ thường suy tư về ba cái pháp tướng, đó là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Nhìn đâu thì họ cũng không tránh khỏi cái đó. Vui đó rồi nó cũng vô thường, mà buồn đó rồi cũng vô thường, được hay mất rồi cũng vô thường. Giàu cho lắm cũng mắm với dưa, mà giàu vừa vừa nó cũng dưa với mắm đó. Cái gì rồi nó cũng vô thường. Rồi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng có buồn ngủ là không tha ngày nào. Cái khổ nó luôn luôn tới, nó trực chờ. Chính bởi vì cái sự vô thường của các pháp cho nên là nó khổ. Và họ ráng làm sao đó để họ nhìn vạn vật ở thế gian này với một cái nhìn duyên khởi, có nghĩa là do cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Cái gì nó cũng đều là một cái thứ lắp ráp hết, nó do duyên mà nó có và cũng do duyên nó mất. Cho nên họ không tìm thấy một cái tôi, một cái của tôi nó nằm ở đâu hết. Cho nên người trí là người thường suy ngẫm về ba cái pháp tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nên Đức Thế Tôn hỏi đó: này các tỳ kheo, các hành là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: các hành là vô thường. Này các tỳ kheo, cái gì vô thường, là cái đó là khổ hay là lạc? Dạ bạch Đức Thế Tôn: là khổ. Và Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, cái gì là vô thường là khổ thì có đáng hay không để các ông xem đó là ta, là của ta? Dạ không bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: khi mà một vị tỳ kheo có cái sự suy xét như vậy đó, thì vị đó sẽ dần tiến đến cái nhìn đúng đắn bản chất của sự thật. Nhờ như vậy vị đó hướng đến cái sự nhàm chán, và nhờ nhàm chán vị đó ly tham, và nhờ ly tham vị đó giải thoát. Thành ra đó, có nhiều người họ hiểu lầm, sao nói sư ông Toàn là kể chuyện khổ. Nó không phải, mà cái bản chất của thế gian nó vốn là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị thương thương một người đó, nhưng mà nhớ cái người mình thương đó, những cái đức tính tốt đẹp đó, đó của cái người mình thương á, thì cái người thương nó không phải giống cái người cưới. Tại vì khi mình còn thương thì do cái ái luyến á, mình chỉ thấy cái điểm tốt của người ta thôi, còn cái xấu mình để qua một bên. Hoặc là mình sẽ có cái ảo tưởng là mai mốt lấy nhau rồi thì hắn sẽ sửa đó. Nhưng mà tới hồi lấy nhau rồi thì mình mới vỡ mộng, có nghĩa là cái xấu thì nó không sửa, mà nó bắt đầu nó lòi ra, nó lòi càng lúc nó càng nhiều đó. Lòi tới mình nào mình hết hồn mà mình hoài nghi nhân sinh thì thôi. Còn cái tốt á, thì là nó càng ngày nó càng bớt. Thì ví dụ như có nhiều người nói, còn khi mà chưa cưới thì bả như là một cái con mèo con, trời ơi, nó dễ thương, nó biết nịnh mà nó dễ thương hết sức. Mà tới hồi mà cưới nhau rồi đó, thì con mèo nó biến thành con cọp. Mà mấy bà thì bà nói đó, khi mà tôi thương trước khi cưới, mấy ông nào ông nấy là như con đại bàng á, coi như là khỏe mạnh rồi, tài giỏi rồi, trai tráng hùng hổ như đại bàng. Mà lấy một thời gian rồi y như gà mái dầu. Cho nên mình phải hiểu cái người mà mình thương nó không giống với người mình cưới. Cái người mình thương nó, cái lúc thương nó khác, mà cái lúc cưới nó khác.
chính cái vô thường nó sẽ dẫn tới cái khổ. Rồi tới một cái lúc nào đó đó, lúc mà nó cưới mình nó khác, mà cái lúc mà cưới lâu ngày nó khác, rồi cái lúc mà bắt đầu có con rồi đó thì nó sẽ khác. Lúc đó tình thương đẩy hết cho con, và nhiều cặp vợ chồng sống với nhau chỉ còn trách nhiệm thôi. Và tới cái lúc mà nó chán nhau rồi, nó muốn bỏ nhau thì cái tình thương nó khác nữa. Thành ra đừng bao giờ mà nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hoài với mình. Rồi tiếp theo là mình qua cái tiếp theo là puja chapu chaniya năng, nghĩa là tôn kính, sự tôn kính đến những bậc đáng tôn kính. Puja chapu chaniya năng, sự tôn kính đến những cái bậc đáng tôn kính. Cái sự tôn kính ở đây đó là cái sự kính trọng và đảnh lễ. Phải nói là bây giờ hồi hồi mình còn con nít á, còn con nít còn đi học cấp 1, cấp 2 á, thì mình đi thưa về trình, ví dụ như là trước khi đi học hoặc là đi đâu về đó thì khoanh tay lại, thưa ba con mới về, thưa má con mới về, thưa anh chị con mới về, thưa cô, thưa dì, thưa chú, thưa bác con mới về. Trước khi đi học là thưa, dạ thưa ba con đi học, thưa má con đi học, thưa anh, thưa chị, thưa chú, thưa bác con đi học. Nhưng mà riết rồi, tới hồi mà mình lớn mình đi làm lớn rồi, bắt đầu là qua 18 rồi, dần tự nhiên cái mình mất đi cái thói quen đó. Mất đi cái thói quen đó. Đi đâu thì mình thấy cái chuyện là mình khoanh tay lại mà mình cúi đầu mình chào đó, nó là cái chuyện rất là con nít. Mà trong khi đó cái chuyện con nít làm được, người ta hỏi người lớn mình làm không được. Mà sư xin thưa là trong ở đây cái sự kính trọng đảnh lễ ở đây có nghĩa là thậm chí mình có thể mình quỳ xuống mình lạy dưới chân. Đó, tính tính trong đó thì cái puja ở đây đó có nghĩa là cái sự cúng dường. Thì cái cúng dường nó khác với lại cái nghĩa bố thí. Thành ra có nhiều lúc thì họ mình thấy là tại sao mà chư tăng khi mà quý vị đến chùa quý vị gặp chư tăng thì quý vị lại dùng cái từ là cúng dường cho chư tăng, chứ quý vị không có dùng cái từ bố thí. Thì bố thí là đa ná, đa ná là bố thí, còn cúng dường là puja thì nó khác nhau. Nó khác ở cái thái độ, có nghĩa là khi mà mình cúng dường là mình có cái sự cung kính, thậm chí là mình cho người ta mà mình quỳ mình lại người ta đó, là mình cúng dường là bằng cái niềm tin, bằng cái sự tín tâm thì mình cúng dường đó. Thì cái bậc mà đáng cúng ở đây á nó có hai. Là thứ nhất á, là cái bậc Arahant, có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng thì có nghĩa đây là những cái bậc thánh. Quý vị xem cái kinh Phân Biệt Cúng Dường thì có nói, có chia ra. Đó là gì? Thứ nhất là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc Arahant rồi, Arahant Samma Sambuddho. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri, ngài là bậc xứng đáng để chúng sanh lễ bái cúng dường. Cái thứ hai đó là chư vị Phật độc giác. Thứ ba là chư vị thánh thinh văn. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu là những vị chứng sơ tam quả, nhị quả và sơ quả. Đó là những bậc đáng cúng dường. Mà nói với cái này thì có đôi khi mình tiếc, mình có cái sự tiếc nuối là mình sanh vào cái thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là cái thời kỳ này mình muốn tìm một cái vị thánh nhân để mà mình cúng dường tìm không ra. Chỉ có những người mà mình xem họ như là thánh thì có, chứ còn cái người mà thật sự là thánh mình tìm không biết có hay không, mình tìm không ra. Mà suy nghĩ nếu mà có thì chắc họ cũng không ở đây đâu, tại với cái kiểu mà sống ác như mình thì họ ở đây là mình chỉ tạo nghiệp thôi.
Nhưng mà ngoài những cái bậc thánh ra đó, thì trong kinh phân biệt cúng dường đó còn nhắc tới những vị nữa, đó là những vị đang hướng tâm nỗ lực tu tập để hướng đến sơ quả tu đầu quần, những vị đang nỗ lực tu tập hướng tâm đến cái quả vị nhị quả tu đà hoàn, những vị đang nỗ lực tu tập hướng tâm đến cái quả vị tam quả a na hàm, những vị đang nỗ lực tu tập hướng tâm đến cái quả vị tứ quả a la hán, những vị đang nỗ lực tu tập hướng tâm đến quả vị độc giác, và những vị đang nỗ lực tu tập hướng tâm đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó cũng là những bậc đáng để cho mình đảnh lễ và cúng dường. Có nghĩa là mặc dù họ không phải thánh, nhưng mà họ đang là những người đang nỗ lực tu tập để làm chi? Để mà hướng đến quả vị thánh. Họ là những người họ không có cần, họ không có mong cầu, họ không có đòi hỏi mình cúng dường gì hết. Nhưng mà chính vì cái sự không mong cầu, không đòi hỏi đó, họ mới là cái người đáng để mình cúng dường. Đó là cái bậc mà đáng cúng dường thứ nhất. Cái bậc đáng cúng dường thứ hai đó là những cái bậc mà có cái ân đức với mình, ân đức cao trọng như là mẹ cha, mẹ và cha, thầy tổ hoặc cha mẹ thầy tổ, hoặc là những cái bậc trưởng thượng trong gia đình, ví dụ như cô dì chú bác ông bà, nó cũng là những cái bậc mà đáng để cho mình cúng dường. Dùng cái từ là cúng dường á, chứ không phải là mình đem cho, không phải là mình bố thí. Chứ còn mà mình dùng cái ví dụ mình bố thí cho người ngoài, đem bố thí con này con kia, bố thí cho người này người kia, thì cái từ bố thí nó nhẹ nhàng, nhưng mà người Việt mình khi dùng cái từ bố thí nó rất là nặng nề. Ví dụ như là cha mẹ mà chờ con cái nó bố thí cho miếng ăn thì trời ơi, phải nó nặng nề ghê lắm. Nhưng mà cha mẹ hoặc là những cái bậc trưởng thượng trong gia đình là đáng để cho mình cúng dường. Có nghĩa là khi mà quý vị đem tiền về cho cha mẹ, có nghĩa là không phải quý vị cho cha mẹ mà là quý vị cúng dường cha mẹ. Khi mà quý vị suy chia ra hai cái sự khác nhau đó, khi mà quý vị đem cho cha mẹ mình cái gì mà quý vị thử mà quý vị để cái từ là cúng dường vô trong đó, là tự nhiên cái thái độ quý vị khác. Thì tin như vậy. Dù mình mua một cái bịch đồ ăn, hôm nay mình xếp cho một cái coi như là thưởng, xếp thưởng thì mình có thêm một cái một ít cái đồ ăn ngon, có thêm một ít tiền mình mua đồ ăn ngon về để cho gia đình đó, thì mình mua riêng mình mua thêm một phần cho cha cho mẹ mình, mà thay vì mình đem nó mình đem về mình cho ba cho má để mà ăn, thì mình nói đem về để cúng dường cho ba cho má. Khi mà quý vị cho cha cho mẹ, quý vị bất kỳ cái gì mà quý vị dùng cái từ cúng dường thay với cái từ cho đó, là tự nhiên là cái thái độ mình nó khác liền. Và từ từ sự tinh từ từ đó, nó sẽ thay đổi cái cách nhìn đối với cha với mẹ. Chứ còn chứ nói thiệt chứ thời buổi bây giờ khi mà cha mẹ không có làm nuôi mình nữa, mà ở vô những cái thế mà ví dụ như là phải chờ mình chăm sóc, thì có đôi khi cái chuyện đau lòng đó là mình phải có đôi khi mình nặng lời với cha mẹ đó. Bởi vì cha mẹ không làm cái chuyện mà mình vừa ý, thành ra mình nặng lời với cha mẹ, mà mình không biết cái chuyện đó cái nghiệp nó nặng vô cùng. Mà cha mẹ đã như vậy, huống chi là thầy tổ, huống chi là những cái bậc trưởng thượng trong gia đình. Mà bây giờ đó, theo cái xu hướng xã hội hiện đại bây giờ, thì người ta dần mất đi cái sự tôn kính đối với cha mẹ, hoặc là đối với thầy tổ và thầy cô, những cái thầy cô giáo, ngay cả những thầy cô giáo mà dạy chữ cho quý vị, rồi cho đến những cái bậc trưởng thượng như là cô dì chú bác ông bà, dần mất dần đi.
Mà trong khi đó đó, trong cái kinh mà Chuyển Luân Thánh Vương đó, thì Đức Phật nói như thế này: cái người mà tôn kính cha mẹ đó, các cái bậc trưởng thượng trong gia tộc, tôn kính những bậc sa môn, bà la môn, là những cái pháp thiện nó đem lại cái kết quả đáng mong cầu. Mà người làm được những cái thiện pháp này đó, thì đó là nhân để mà tăng trưởng cái tuổi thọ và tăng trưởng sắc đẹp. Mình cứ nghĩ là thôi bây giờ tôi muốn đẹp thì tôi mua hoa, tôi cúng Phật tôi đẹp. Mà đôi khi mình không nghĩ tới chuyện mình về nhà đó, mình cung kính đối với cha mẹ mình, nó cũng là nhân để cho mình đẹp. Mình ra đường á, mình thấy cái nhan sắc của mình tự ti vì nó khiếm khuyết chỗ này, nó khiếm khuyết chỗ kia. Mình mua một đống mỹ phẩm về để mà mình bôi, mình chét lên trên nó để cho nó đẹp. Rồi khi mà mình chụp hình á, là mình cũng phải dùng đủ thứ bộ lọc để cho cái hình nó được lung linh, để mà cho mình đẹp. Mình sợ xấu. Mình không biết là khi mà mình nặng lời với cha mẹ, mình đối xử bất xứng với cha mẹ, nó sẽ khiến cho mình thành một cái con người không có nhan sắc. Không có nhan sắc. Và ông bà thì có câu là kính già già để tuổi cho, già để tuổi cho. Thì cái câu đó nó cũng phù hợp với lại Phật giáo, mặc dù không có nghĩa là để tuổi cho, không không có phải là ông già đó, bà già đó là cho tuổi mình, không phải. Nhưng mà chính vì cái sự cung kính đó, nó khiến cho mình được cái quả báo, có được cái sự sống lâu. Sẵn đây đó, thì sư nói sơ qua về cái kinh Chuyển Luân Thánh Vương, có nghĩa là Đức Phật nói đó, ban đầu á loài người tuổi thọ rất là cao, thì đất nước được, cả cái quả địa cầu này được cai trị bởi một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Vị này giàu lắm, nhưng mà thì người dân thì đầy đủ phước, nhưng mà rồi đó bắt đầu là có người nghèo, đâu cũng vậy nè, thì có người thiếu ăn thiếu mặc, thì họ bắt đầu họ tới họ xin tiền đó, họ xin thì bắt đầu là vua cho tiền. Thì họ thấy vậy đã quá, vậy đâu cần phải làm gì nữa đâu. Thì cứ vậy, thì khi mà họ hết tiền, họ hết đồ ăn, họ hết tài sản, họ cứ tới họ xin vua, thì vua cho. Thì vua cho tới một cái lúc nào đó thì vua nghĩ là bây giờ mình cho biết thì giờ tài sản mình sẽ hết, cho biết mình sẽ hết tiền, thành ra là cái pháp bỏng sẻn nó xuất hiện đầu tiên. Khi mà người ta bắt đầu họ bỏng sẻn á, thì vua không cho nữa. Thì khi không cho nữa thì bắt đầu nảy sinh cái pháp bất thiện thứ hai, đó là trộm cắp. Thì khi mà trộm cắp như vậy, nó bắt bắt lên vua, thì vua hỏi là tại sao trộm. Nói dạ, trộm về để tại giờ không có gì để sống thì thành ra con phải ăn trộm. Thì vua mới nói là thôi bây giờ cho tiền, nói, cho tiền, mốt đừng có đi ăn trộm nữa, đừng có đi ăn trộm nữa, thì là tha. Thì được vậy người ta làm tới, nói con người mà cứ được vậy làm tới, bắt đầu là đi ăn trộm đó. Thì ăn trộm rồi tới gặp vua, thì vua nói thôi đừng trộm nữa, giờ tao cho tiền, thôi đừng ăn trộm nữa. Thì cứ như vậy, nhưng mà riết rồi vua thấy cạn kiệt tài sản, bắt đầu là bỏng sẻn nữa, là không cho nữa, trộm trộm không cho nữa. Nhưng mà khi như vậy, bỏng sẻn như vậy thì trộm cắp nó hoành hành. Mà khi trộm cắp hoành hành như vậy đó, thì người ta bắt đầu có vũ khí để chi, để người ta bảo vệ cái tài sản của người ta. Mà chính vì họ có vũ khí, vũ khí cho nên là mới có cái chuyện là đánh, bắt được ăn trộm thì đánh người ta, rồi bắt đầu là giết. Mà khi mà bắt đánh là giết như vậy đó, hỏi bắt đầu người nó còn thiệt thà lắm, hỏi mày đang làm gì đây. Nói, dạ ăn trộm. Rồi ăn trộm giết, biết rồi bắt đầu con người ta sợ, sợ chết chứ, sợ bắt đầu người ta nói dối.
nói dối, thì nói dối để mà tránh tội. Thì khi mà quý vị thấy nè, bắt đầu là người nghèo xuất hiện nè, đó là nghèo đói nó sanh ra trộm cắp nó sanh ra vũ khí nó sanh ra cái chuyện giết hại và cái chuyện hình phạt á, rồi từ hình phạt nó sanh giết hại nó sanh ra cái chuyện là nói dối. Và khi mà cái chuyện mà nói dối nó bắt đầu là những cái ác pháp đó, nó tăng trưởng nhiều rồi đó, là cái sắc đẹp bắt đầu nó giảm và cái tuổi thọ bắt đầu nó giảm, thì nó giảm riết tới bây giờ con người còn 10.000 tuổi. Thì khi mà 10.000 tuổi đó, thì bắt đầu là sắc đẹp nó sẽ có sai khác, có nghĩa là có người này đẹp hơn người kia. Hồi xưa đó là đẹp đều nhau hết, nhưng mà bây giờ là có người này đẹp hơn người kia. Và khi mà có cái người này đẹp hơn người kia đó, thì bắt đầu là có cái chuyện là nhòm ngó vợ của người khác, thì cái chuyện là tà dâm nó xuất hiện. Tà dâm xuất hiện. Và khi mà tà dâm nó xuất hiện, nó tăng trưởng nó mạnh á, những cái chuyện mà ngoại tình rồi bắt đầu là cắm sừng nhau rồi bắt đầu nó xuất hiện nhiều, thì nó giảm. Lúc đó tuổi thọ của con người là chỉ còn có 5.000 năm. Mà khi mà con người còn 5.000 năm nó bắt đầu là nó sanh ra hai cái pháp hưng thịnh, có nghĩa là bắt đầu là nói những cái lời thô lỗ ác độc, và bắt đầu là nói nhảm, nói những cái lời không có lợi ích đó, bắt đầu mắng nhau chửi nhau rồi nói bắt đầu ngồi lê đôi mắt là làng trên sóng dưới. Thì khi bắt đầu thiên hạ cứ lôi nhau ra chửi như vậy đó, rồi bắt đầu lôi nhau ra kể những cái chuyện vô bổ, thì tuổi thọ thì bắt đầu là xấu nữa, tuổi thọ con người là giảm tiếp, giảm tiếp nó còn 2.500 năm cho tới 2.000 năm. Mà khi tuổi thọ con người nó giảm vậy đó, bắt đầu tham với sân nó bắt đầu nó tăng trưởng. Mà khi tham sân tăng trưởng như vậy, tuổi thọ giảm tiếp nữa, nó giảm xuống còn 1.000 năm. Mà khi tuổi thọ còn 1.000 năm thì tà kiến nó bắt đầu nó tăng trưởng. Mà khi tà kiến tăng trưởng á, thì tuổi thọ con người còn 500 năm. Mà khi tuổi thọ con người còn 500 năm á, bắt đầu là họ tham muốn vô độ, có là ham muốn một cách không có chừng mực. Rồi họ hưởng thụ những cái dục lạc một cách không có chừng mực, và họ sanh khởi nhiều thứ tà kiến. Và khi đó tuổi thọ con người xuống còn 200 năm. Và khi tuổi thọ còn 200 năm á, nó bắt đầu nó có cái chuyện này đó, là con người ta bắt đầu là không có còn kính trọng đối với cha mẹ, không còn kính trọng đối với những cái bậc trưởng thượng, không còn kính trọng đối với những bậc tu hành. Bắt đầu nó xuất hiện. Và khi khi mà những cái này mà nó tăng trưởng nhiều á, thì tuổi thọ của con người còn 100 năm, có nghĩa là gần đây nhất. Cái chuyện mà bất kính đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với những cái bậc trưởng thượng trong gia đình, nó mới đây thôi, nó mới. Thì con người từ 200 năm nó tuột xuống còn 100 năm. Rồi bắt đầu là những cái ác pháp nó bắt đầu nó tăng trưởng. Thì những người á mà cung kính đối với cha mẹ thì sẽ bị người ta chê bai, nghĩa là ngu đó, nuôi những cái người mà không có lợi ích gì nữa, vô dụng rồi mà cũng còn ráng mà nuôi đó. Bắt đầu họ bị chê bai. Còn những cái người mà họ sống lỗi đạo, có nghĩa là họ sống không đúng đạo vợ chồng, không đúng đạo cha con đó, họ sống không có cung kính đối với cha, không cung kính đối với mẹ, không cung kính đối với những cái bậc trưởng thượng trong gia đình, thì những con người đó lại được tán dương. Tán dương vì cái gì? Tán dương vì tài sản của họ, tán dương vì quyền lực của họ. Mà họ nhìn thì họ chỉ thấy những người mà giàu ở trong xã hội, họ nói cái gì cũng đúng hết,
Còn cái đời sống cá nhân của họ không có đạo đức á, thì người ta không có quan tâm. Người ta chỉ quan tâm tới cái sự nổi tiếng, tới cái tiền bạc, tới cái nhan sắc, tới cái sắc đẹp, tới cái quyền lực thống trị của họ. Còn cái chuyện đạo đức của họ nó như thế nào thì người ta không quan tâm nữa. Thì từ từ như vậy đó, tuổi thọ của người sẽ giảm dần. Tuổi thọ của người sẽ giảm dần. Cho tới chỉ còn có 10 tuổi thôi. Thì quý vị thấy là cái chuyện mà mình bất kính đối với cha mẹ, bất kính đối với những cái bậc trưởng thượng, thầy tổ trong gia đình thì nó không phải là cái chuyện lạ, nó không phải là chuyện mới, mà bây giờ nó bắt đầu nó rất là nhiều, nó có rất là nhiều. Mà thậm chí đó, người ta dịnh vào đó để người ta ác cảm với một số tôn giáo. Người ta nói là ở nhà đó có cha có mẹ không thờ, nó vô chùa lại mấy ông đầu trọc, lại mấy ông sư, thì cúng dường với mấy ông sư, cúng dường cho mấy ông ăn no, cho mấy ông mập thay ra, rồi về nhà thì để cho ba cho má, không có ai nuôi, cho cái nào bắt đầu là cành hanh cái đó đó. Thì người ta vì một cái tư kiến, vì một cái mối ác cảm đối với Phật giáo thì người ta có cái sự so sánh như vậy. Nhưng mà họ không biết, mà sư không biết là Phật tử quý vị là có bao nhiêu người biết đó, là cái chuyện đó ngay cả thời Đức Phật cũng có. Có nghĩa là một cái anh cư sĩ đó, anh đối xử rất là tệ bạc đối với cha mẹ, đối xử tệ bạc đối với cha mẹ, thì ảnh không có cung kính bất cứ ai hết. Nhưng mà khi ảnh đến chùa đó, khi ảnh đến chùa, ảnh cũng không có ảnh lễ Đức Phật đâu, nhưng mà khi đến chùa, chính cái đức, chính cái đức hạnh của Đức Phật khiến cho cái anh cư sĩ này ảnh đến, ảnh quỳ, ảnh đảnh lễ với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn hỏi do đâu mà anh đảnh lễ đó, thì người này mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì ở đời này ai là người đáng để con đảnh lễ? Nếu mà ngài hỏi con như vậy thì con xin hỏi ngài, ai là người đáng để cho con đảnh lễ mà ai là người không đáng để con đảnh lễ? Thì Đức Phật mới dạy như thế này: cha mẹ và các bậc trưởng thượng ở trong gia tộc, đó là những bậc đáng để cho anh đảnh lễ. Quý vị thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng, ngài có dạy chứ không phải ngài không dạy. Vậy đó mà người ta vẫn cố, người ta vu cho đạo Phật bằng những cái lời lẽ hết sức cay độc. Quý vị thấy, mà hơn nữa đó, có bốn hạng người, có bốn hạng người đó là cái gì? Cay nghiệt với mình nhưng mà lại rộng rãi với người. Có nghĩa là đối với người nhà đó thì họ rất là cay nghiệt, không có cho cái gì hết trơn, hoặc thậm chí là họ đối xử bất xứng với cha mẹ, họ la mắng, họ bất hiếu, họ hỗn hào đó. Rồi anh chị em trong gia đình thì họ cũng không có thương ai hết trơn. Nhưng mà đối với người ngoài á, thì họ sao cũng được, cho hết, cho hết. Rồi nói một câu là họ móc tiền ra ha, sao thiếu nhiêu, rồi cho bao nhiêu cũng cho hết. Đó hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai đó, đó là rộng rãi với mình nhưng mà cay nghiệt với người. Có nghĩa là đối với người ở trong nhà đó, họ hết sức họ bảo bọc, họ hết sức họ bảo vệ, sao họ cũng cho, họ cưng chiều hết sức. Nhưng mà với người ngoài đó, họ keo kiệt từng đồng từng cắc, họ không cho ai một cái gì. Đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba đó là cay nghiệt với chính mình và cũng cay nghiệt với người. Có nghĩa là ở trong nhà không được cái gì hết và đi ra ngoài cũng không được luôn.
Thì ba hạng người này là ba hạng người mà Đức Phật chê. Thành ra làm ơn làm phước đừng có đem cái đó ra mà đem vu oan giá họa cho Đức Phật. Ngài chỉ, Ngài giải hết sức rõ. Ba hạng người đầu là Đức Phật chê, chỉ có hạng người thứ tư đó là rộng rãi với mình và cũng rộng rãi với người. Có nghĩa là đối với cha mẹ trong gia đình, họ cung kính, họ đảnh lễ, họ cung phụng, họ cúng dường. Đối với những bậc trưởng thượng trong gia tộc cũng như vậy. Và đối với người ngoài đó thì họ cũng đối xử bằng một cái tấm lòng rộng mở. Thì nhờ như vậy họ mới là cái người mà được Đức Thế Tôn tán thán. Cho nên người mà có tự tổng hợp lại đó, cái người mà có được ba cái pháp này, Asevana Chapalanang Panditanang Chasevana Pucha Chapu Chaniyanang, chánh xa những kẻ ngu, thân cận những bậc trí, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ. Thì ê tăng măng gala mút, cả ba cái đó đó mới là cái hạnh phúc tối thượng. Thì ở đây đó, quý vị nên hiểu là mình cần phải làm được cả ba chuyện này, chứ không phải là mình làm được một cái rồi hai cái kia mình bỏ, mà mình phải làm được cả ba cái. Nhờ mình làm được ba cái thì mình mới có được cái hạnh phúc tối thượng. Ê tăng măng cái là bút tăng măng, tất cả những cái đó, ba cái pháp đó mới là cái hạnh phúc tối thượng. Thì ngày hôm nay là coi như là xong cái câu đầu tiên. Thì bữa sau thì mình sẽ qua cái câu tiếp theo. Patiru pade sawaso cha bupe cha kata punya ta attasamma pani thi cha e tăng măng ngala mút tăng măng. Cư ngụ ở cái địa phương thích hợp, cái tính cách đã làm cái việc phước thiện ở trong quá khứ, quyết định đúng đắn cho bản thân, đó là điềm lành tối thượng. Thì đó sẽ là nội dung cho cái bài học tiếp theo. Rồi ngày hôm nay thì tới đây là hết. Thì trước khi mà kết thúc á, thì sẽ muốn hỏi quý vị là có ai có cái câu hỏi gì hay không về cái nội dung bài học này. Rồi thôi, nếu như mà quý vị không có ai hỏi nữa thì không có ai hỏi thì mình nghỉ ha. Do sự phước báo tôi thấy trong sạch làm đây, xin nổi hướng đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được sự an vui, chánh khỏi sự khổ thân, chánh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thả chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thủ, sa thủ, sa thủ.